chấm cho sạch là nó ăn luôn á. Nhằm giúp nông dân phát triển kinh tế, các cấp nông dân trong huyện Đầm Dơi thời gian qua đã phát động nông dân thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vận động các hộ hội viên nông dân khá giàu giúp đỡ hộ hội viên nghèo bằng công lao động, khoa học kỹ thuật, cây con giống các loại. Theo đó đã có trên 413 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Bên cạnh đó còn vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng mới 5 căn nhà mái ấm nông dân cho hộ hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở, số tiền 210 triệu đồng để tương trợ giúp đỡ cho các hộ hội viên nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.